Dạo này công việc của mọi người như thế nào? Hôm nay của mình là một ngày khá là mệt mỏi, nhưng mà cũng rất là vui vì mình đã hoàn thành một số nhiệm vụ quan trọng. Đôi lúc trong cuộc sống có những chuyện nó sẽ làm cho mình cảm thấy là không hài lòng, nhưng mà cuộc sống mà, chúng ta phải sống, chúng ta phải bước tiếp vì ngày mai sẽ còn nhiều điều tuyệt vời đợi chúng ta. Đôi lúc mình biết là bản thân mình không hoàn hảo, mình còn rất là nhiều khuyết điểm, nhưng mà mình hãy cải thiện nó mỗi ngày. Có một khoảng thời gian mình đã cảm thấy bản thân của mình kiểu rất là tệ, nói chung là vừa không có xinh, không có nhiều tiền, cũng không có giỏi thật sự ở trong công việc nữa. Rồi sau này mình nhận ra đó là do bản thân mình đã đặt những cái kỳ vọng nó quá nhiều, mà mình quên rằng mình đã và đang có những gì. Giống như là bạn đang có một cái ly nước, bạn nhìn vào cái phần vơi đi của ly nước thôi, mà bạn không có nhìn đến những cái phần mà nước ở đang có trong ly. Hiện tại thì cuộc sống của bạn cũng đang rất tốt mà, đúng không? Bạn có gia đình, có những người thân yêu bên cạnh bạn, bạn có đôi bàn tay có thể làm được những chuyện mà người khác mong muốn. Nói chung là khi mà mình ở trong một cái hoàn cảnh của mình thấy mình khổ rồi, nhưng mà mình không có ở trong hoàn cảnh của người khác, mình không có biết người khác đã trải qua những gì. Chỗ của bạn có mưa không? Hôm nay chỗ của mình mưa, có sấm. Mình cũng hơi sợ trời mưa, mình cũng sợ sấm nữa. Hiện tại thì mình đang ở một mình. Đôi lúc ở một mình thì cũng cảm thấy cô đơn, nhưng mà cuối cùng thì cô đơn nó là một cái khoảng thời gian cũng khá là tốt. Mình có thể nhìn lại bản thân của mình như thế nào. Bản thân của mình đang muốn gì? Mỗi ngày thì mình tan làm vào lúc 17 giờ. Mình về đến nhà, mình mở TikTok lên mình xem, và mình cảm thấy là ôi, mình đã tàn phá nhiều thời gian của mình quá, mình đang lãng phí thời gian của mình quá. Cho nên là mình ngồi dậy và mình nói là mình không được làm vậy. Mình còn trẻ mà, mình không có nên tiêu tốn thời gian của mình cho những cái việc vô bổ ha. Nên là mình ngồi dậy, mình sẽ học tiếng Anh, mình đọc sách. Và những khi mình thấy buồn hoặc stress quá, mình lại tô màu. Mình tô cũng không có đẹp đâu, nhưng mà tô màu là một cách để giải tỏa những cái stress, những cái lo âu, căng thẳng. Đôi lúc mình cũng sẽ tự hỏi mình là mình mong muốn điều gì trong cuộc sống này. Điều mình mong nhất đó là gia đình của mình sẽ được hạnh phúc, ba mẹ của mình được khỏe mạnh. Rồi mình mong cho
những người mà mình yêu thương sẽ luôn hạnh phúc, khỏe mạnh. Mình có tiền để có thể mua được những gì mình muốn, có thể làm được những gì mình muốn, học những thứ mình muốn. Hồi lúc mình còn học cấp 3, mình đã cố gắng học rất là nhiều để thi được vào trường đại học mình mong muốn. Và lúc đó trong đầu mình chỉ có một cái suy nghĩ, đó là chỉ có đi học mình mới có tiền để mình lo cho gia đình của mình mới có tương lai. Dạ đúng rồi, sau 4 năm học hành ở Sài Gòn, cuối cùng mình cũng đã tốt nghiệp và bây giờ mình cũng đã có công việc ổn định. Vào thời buổi kinh tế khó khăn thì có được một công việc đó là một sự may mắn rất là lớn rồi. Mình còn được ngồi ở đây, còn được vẽ tranh, còn được quay YouTube. Nói chung mình đã hạnh phúc hơn rất là nhiều người ngoài kia, những người mà có khi người ta phải chạy ăn từng bữa. Nhìn xuống thì mình, nhìn lên thì mình không có bằng ai hết, nhưng mà nhìn xuống thì cũng có nhiều người không có bằng mình đâu các bạn. Nói chung họ cũng khổ, họ cũng phải nuôi gia đình, đủ thứ chuyện trên đời hết. Mình còn khỏe, mình còn đi làm được, đó là mình hạnh phúc hơn người ta rất là nhiều rồi. Đôi lúc mình đi làm, mình cũng sẽ gặp những cái chuyện không có vui, những cái chuyện ngoài ý muốn. Mình làm việc thì mình không có sợ công việc, mình sợ con người. Nói chung là con người mà làm sao thoát khỏi những cái chuyện tham sân si được. Mình cũng không phải là tiên là Phật gì, đôi lúc mình cũng khá là ức chế. Nhưng mà cuối cùng thì mình thấy thôi, những cái chuyện đó nó cũng không có quan trọng gì lắm. Cuộc sống mà, nó phải xảy ra những cái điều như vậy thì mình mới biết bản thân của mình đang thiếu cái gì, đang bị vấn đề gì, để mình cải thiện thôi, chứ không có gì hết. Mình mong muốn mình sẽ trở thành một cái người có suy nghĩ tích cực hơn, bớt nóng giận, bớt những suy nghĩ tiêu cực đi. Rồi mình sẽ có những cái đồng tiền làm từ chính đôi bàn tay của mình, có của ăn của để, rồi sẽ được độc lập tự do tài chính kiểu vậy. Mình năm nay 25 tuổi và 10 năm nữa mình sẽ mong mình có một cái cuộc sống như thế nào. 10 năm nữa là mình 35 tuổi. Thôi mình sẽ tính cái mốc 5 năm nữa đi. 5 năm nữa thì mình mong muốn là mức lương của mình nó sẽ có thể tăng gấp đôi so với bây giờ. Mình có thể làm được ở những vị trí cao hơn. Rồi kênh YouTube này nó sẽ phát triển để mình có thêm một cái nguồn thu nhập thụ động. Hiện tại thì mình thấy là xu hướng làm YouTube và TikTok khá là nhiều. Và nó sẽ giúp được rất là nhiều người kiếm tiền. Và mình cũng mong mình sẽ kiếm được tiền từ YouTube. Để xem, tại vì mình đi làm công việc văn phòng mà. Việc văn phòng thì nói chung là nó cũng ổn định, nhưng mà tiền thì nó sẽ không có nhiều như mà mình, như là mình mong đợi. Nó cũng khá là áp lực nữa. Mình thì thích làm những cái thứ gì mà nó tự do, tự tại. Mình học cũng là một cái trường đại học khá là ổn. Nhưng mà khi mình tốt nghiệp thì mình làm những cái công việc mà không phải trái ngành, nó cũng đúng chuyên ngành của mình. Nhưng mà mức lương thì không có muốn lắm, không có như mình mong muốn lắm.
mà được một cái thì mình làm ở gần nhà, dễ về chăm sóc ba mẹ hơn. Buôn ba ở Sài Gòn nhiều năm, Sài Gòn đất chật người đông, Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu, còn lệ cho người nghèo. Mỗi tháng thì tiền trọ, tiền ăn uống cũng đã gần 4 triệu, 4-5 triệu là ít rồi, cũng có thể là nhiều cho những cái bạn mà có một cái mức chi tiêu hợp lý hơn. Nhưng mà mỗi lần mà về quê thấy cảnh kẹt xe chen lấn để đi về quê mỗi cái dịp lễ Tết á, thì mình thấy thôi, mình về quê làm cho nó lạnh. Mình làm cũng sắp được 2 năm rồi. Cũng có những lúc mình buồn, không có ai để tâm sự hết. Giờ mình, lúc đó mình buồn thì mình cứ khóc thôi. Mình sẽ viết ra hết tất cả những cái nỗi buồn của mình, chất chứa trong lòng của mình. Tại sao mình lại buồn? Mình lấy một cái tờ giấy rồi mình viết ra. Đôi lúc mình cũng, mình vừa viết mình vừa khóc. Đôi lúc thấy người ta cười, người ta nói, người ta vui vẻ vậy thôi, nhưng mà thật ra những cái chuyện người ta đã từng trải qua bạn sẽ không hiểu nổi đâu. Và người ta cũng không có hiểu nổi những câu chuyện của bạn. Chỉ bạn là người hiểu bạn đang nghĩ gì, đang muốn gì. Bạn hãy lùi về quá khứ nhìn lại, và để biết được bản thân của mình, cảm xúc của mình, và hãy nhìn về tương lai ở phía trước. Còn rất là nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi đón bạn. Bạn có cả một tương lai ở phía trước. Cuộc sống này rất là đáng sống. Còn nhiều chuyện bạn chưa làm, hà tất gì mà phải buồn, phải khóc vì những người không thương mình, đúng không? Hãy tự tin lên, vì bạn sẽ làm được hết tất cả mọi thứ. Lúc trước thì mình sẽ không có tự tin, mình rất là nhút nhát, mình cứ nghĩ ơi mình ngu lắm, mình không có làm được cái gì hết trơn, trời. Rồi sau đó là mình đọc một cái quyển sách và mình tin vào bản thân của mình. Ừ, mình làm được, mình dám làm đi, mình đừng có ngại cái gì hết, mình cố lên, nhất định mình làm được. Cuối cùng thì mình đã đạt được hầu hết tất cả các mục tiêu mà mình làm được. Chỉ là bây giờ mình bị một cái căn bệnh, đó là mình bị lười, mình không có siêng năng như hồi trước nữa. Không phải là mình thật sự lười, mà là hiện tại là có rất là nhiều cái kênh thông tin, mạng xã hội nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình quá nhiều rồi, kiểu như nó trở thành một cái thói quen xấu vậy đó. Nhưng thật ra lướt mạng xã hội cũng không có hẳn là xấu lắm đâu, mà tại vì mình lạm dụng nó quá, mình làm sai, cho nên nó khiến con người mình trở nên là ì ạch, trì trệ hơn rất là nhiều. Mỗi lần quay clip YouTube này mà, thì mình sẽ cố gắng nói lại những cái thứ mà mình mong muốn. Và bạn cũng mỗi lần nghe clip của mình, bạn hãy viết lại những gì mà bạn muốn để rồi cố gắng thực hiện nó. Trước mắt thì mình sẽ cố gắng, mỗi ngày mình sẽ cố gắng. Buổi sáng mình sẽ thức dậy, mình sẽ tập yoga, uống một cốc nước ấm, rồi mình tập yoga, rồi sau đó mình sẽ đi tắm nước lạnh, rồi mình bắt đầu mình ngồi vào bàn, mình sẽ học một bài tiếng Anh, nghe tập nghe tiếng Anh, để mỗi ngày mình sẽ tích góp một ít để rồi mình sẽ nghe được tiếng Anh thành thạo. Mình nghe, mình đọc, em có muốn nghe mình nói thử vài câu tiếng Anh không?
thật ra mình cũng tự tin thôi, cố gắng tự tin mình nói. I love you to the moon and back. Mình biết là mình có sai phát âm đấy. Back, yes. Đó có cái câu này có nghĩa là tôi yêu bạn mãi mãi, tôi yêu bạn từ mặt trăng và trở lại, là tôi yêu bạn mãi mãi, rồi yêu bạn rất là nhiều. Hãy nói với bản thân của mình là mình hãy yêu bản thân của mình, tại vì nếu mà bạn không có yêu được bản thân của mình á thì bạn sẽ không có yêu được người nào khác đâu. Thay vì nói với bản thân của mình những cái câu tồi tệ như là mày không có làm được đâu, hãy nói là tao sẽ làm được, trời ơi trên cuộc đời này ta sẽ làm được hết tất cả mọi thứ, ta sẽ cố gắng vì chính bản thân tao, ta sẽ không bao giờ để bản thân của mình hối tiếc, ta sẽ cố gắng vì ba mẹ, vì gia đình, vì những người tao yêu và vì những người không thích tao, ta sẽ chứng minh cho họ thấy tao không tầm thường. Thế thôi. Mình mong các bạn sẽ cảm thấy tích cực hơn, có những cái ý tưởng hay ho hơn, có những phút giây giải trí hơn khi các bạn xem clip này. Cuối cùng bức tranh đã hoàn thành. Bye.